Rồi em nghe cái tin em cũng thấy thấy tội quá hả chị ha. Dạ. À, chị má chị là bà Nguyễn Thị Được, mà má chị thì mất rồi. Cái năm 78 á, có cái bà cụ đó Dạ là lúc khoan đó chị khoan 10. khoan khoan đã ha. Rồi trước tiên đó là chị cho em biết tên của chị đã ha. Chị là Quỳnh Thị Út, tự là Nhan, kêu bằng Út Nhan á. À Út Nhan. Rồi câu chuyện ra Dạ. sao chị? À, năm 78 á, là nước ngập á, ở cái Hậu Nghĩa, ở trong nước Quề á, nó ngập dữ lắm mới tràn ra cái Hậu Nghĩa. Dạ. Ra cái Hậu Nghĩa đó là má chị á, đi chợ gặp, tình cờ gặp cái cụ đó khổ quá, cái cụ Dạ. cho, nhưng mà không biết là con này là con dòng họ, con cháu là ăn xin ăn cắp gì của ai không có biết, mà hồi thì kêu bằng bà ngoại, hồi thì kêu bằng má, mỗi lần kêu bà ngoại thì bà này bà nói thôi kêu bằng má Rồi, nó. chị ngưng chỗ này chút xíu nè. Tức là ý chị nói là vào năm 1978 là có một bà cụ mới giận thêm một theo một em bé rồi mới 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 cho mẹ chị. Bà cụ có tên là bà, nhưng mà không biết tên họ gì. Bà gì? Bà cuộc, Bà cuộc á tên hả? cuộc, À cuộc, mà bà nói cuộc. thì bà tên cuộc nhưng mà không biết họ gì. Bà cuộc rồi còn cái em bé đó tên gì? Tên Kiệt. Cuộc Kiệt hả? Nhưng mà lúc đó là tầm khoảng 5 tuổi, 6 tuổi, giờ nó còn nhớ đó chứ chú Tướng Vĩ. Dạ vậy là bé trai đúng không? Bé trai, dạ đúng rồi. Dạ tầm 5 6 năm 76 mà đã được được 5 6 tuổi vậy là chắc là sinh năm 71 72 quá. Chắc là ở đó đó, ở đó đó, bà không có rằng, hỏi bà 70 nói7 thôi. 70 71 gì đó đó ha. Rồi rồi sao nữa cho mẹ chị rồi sao nữa chị? Rồi mẹ chị mới cho bà dì bả chị, dì bả chị ở Tây Ninh, dì bả chị không chồng không con, rồi cho bà dì bả chị nuôi, rồi nuôi, giờ dì bả gì cũng còn, mà dì bả gì lẫn lẫn rồi, nhà dòng họ bên ngoại chị mất hết rồi, còn chỉ một mình dì bả thôi. Vì bả gì lặng mà lặng rồi, bà không có biết, bà không có nhớ, thì cuộc sống nó cũng lặng lặng lắm, mà giờ nó có vợ hai đứa con, mà vợ nó bỏ đi theo người khác cũng có con nữa rồi, rồi không có nguồn gốc của gì bả của chị á. Nói chung là bà không có tính kỹ, bà nghĩ là cái đời của bà không có tính tương lai, bán đất bán ruộng hết ráo luôn, nhỏ không có nền ở ở chung với bả, mà ở trên đó vợ đánh tách cái hộ khẩu ra, không có nhà có cách mà cách cái hộ khẩu ra, mà có mình chị, nguyên dòng họ có một mình chị là đứng về cái phía của nó thôi, có mình chị chống không có lại, ai cũng bỏ bà dì bãi hết á, tại tức là dì bãi không chồng không con mà cứ nghe lời người khác để bán ăn hết ráo luôn, tách nhỏ ra, nói là vợ con nhỏ nó bỏ đi đó, rồi vợ thì nhỏ tuổi quá đi, rồi giờ này nó bỏ đi hai đứa con lớn rồi, rồi giờ đi mình nói cho mình hồi chị thấy khổ quá đấy, mà chị tìm người thân thì nói chung nó không có điều kiện để nó tìm nữa đó. Rồi chị đó, để chị tìm cho nó thôi, chị ơi không biết tìm được hay không thì chị cứ làm cầu may đi, chị đăng ký với em là lâu lắm rồi đó, nói là giờ hên quá gặp. Rồi chị nói thôi để chị tính để nhắn tin với chú xong, mà chị điện nói gửi cái tấm hình qua, nói rồi cho chị tìm cho Dạ, chút xíu chị gửi cái tấm chị hình qua cho em. không có cần là đi bển là gửi cái gì hết đó, chỉ cần là có cội nguồn thôi, để nó cô thân độc mã tội quá Dạ, đi. dạ. Mà cho em hỏi nè, rồi vậy bây giờ ảnh ở đâu rồi em có thể gặp ảnh để mình nhìn mặt nhìn mũi này kia coi có giống ai trong gia đình này kia không á? Để chị kết nối, chị điện qua nói chị kết nối là cho số điện thoại chú làm đấy, chị không biết làm, chị năm mấy Dạ. tuổi rồi mắc kỹ nữa. Vậy là anh Kiệt đó cũng có xài Zalo không? Chắc là có hả? À về trời, nó má chị phải đặt lại là tên Hạnh, má chị là đánh ra đánh 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 với lại xóm làng là nói họ gì bãi gì chị á, là cặp với người khác đẻ đi rồi không có con chồng không có nhìn, đặt tên Hạnh, giờ sửa lại tên Hạnh chứ cái tên nguồn gốc đó là tên Kiệt, tại hồi chị 10 tuổi chị biết mà, À giờ nó tên Hạnh. chị nói cái tên đó tự dưng em chợt nhớ đến cái câu chuyện mà anh hổ đi tìm anh cọp. Mấy chị có được xem cái chương trình đó không, là anh cọp cũng đang đi tìm đứa em tên Hận đó. Dạ Quê nè, ở Đức Huệ ngày xưa là kêu bằng dòng lớn dòng nhỏ đó, mà giờ chị không có biết cái kêu bằng cái gì. Ngày xưa ở ở trong đó, ở ra ra và cầu duyên nhiều lắm, có người biết cái người đó nữa, mà bây giờ chị nhắn chị hỏi thăm lần lần là nói là bây giờ cái người đó mất rồi, là bà cụ có giờ bà mất rồi, là kiểu như người ta cũng biết dơ dơ, nói chung là ở xóm làng biết thôi, hồi hậu đó nước ngập rồi tràn đi, rồi giờ kiểu như người ta gom về người ta không có rành gì mấy. Dạ. Vậy rồi ngoài hai cái tên là tên bà Cuộc với anh Kiệt ra thì có biết tên tên ai liên quan nữa không chị? Không có biết nữa chú. Mà rồi không biết anh Kiệt đó ảnh có nhớ gì về quá khứ nhiều không, chị có biết không?
chị không có hỏi nó nữa, cái loại chị hỏi nó luôn, nó không có nhớ nữa, nó không quan tâm cái cuộc đời của nó, sống năm chìm bãi nổi, chín cái linh đinh lực giận khổ lắm, thấy cũng tội lắm mà chị. Mà cũng khổ lắm, nó có bên vợ nó rù rút lắm, tụi chị nè, chị với mấy chị này cũng bao che cho nó, giúp đỡ nó, gì nó nâng nó lên, nhưng mà ngặt bên vợ nó gồng gánh hết nguyên anh em cha mẹ bên vợ, tụi chị gần không có nổi. Dạ. Vậy Rồi. thì bây giờ chị trình bày như vậy đó chú, Rồi rồi chị gửi cái số điện thoại của anh Kiệt qua đây cho em. rồi để Dạ. chị điện với nó xong mà cho nó gửi hình qua, rồi cái chị mới lục cái số của nó, chị nhắn từ từ chứ Rồi. giờ chị làm gấp không có được nha. Nhưng Rồi chú rồi rồi. Ok. rồi Ok. chị cảm ơn quỹ Dạ nhiều nha. dạ dạ rồi, em chào chị Út Nhan nha. Dạ, chú cứ up lên đi, chị hậu tạ 5 triệu có khoảng đó là để chị lo cho em. Tại Rồi cái này để đó tôi nếu vậy cho đó, xem á. nếu vậy để em hùng thêm 5 triệu nữa, là 5 triệu của em nữa, nếu mà ai mà có biết được đó, thì chị em mình thưởng cho người ta 10 triệu chị ha. Dạ 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 Rồi rồi thế trường hợp được cũng tội. Dạ ok chị. dạ 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 vậy thôi, giờ chị cứ dạ hãy chị điện. rồi xong rồi chị gửi số điện thoại của anh Kiệt qua cho em ha. Dạ. Anh Kiệt ha. Dạ. Dạ, hồi nãy thì em Đúng nghe rồi. chị à, hồi nãy thì em nghe chị Út Dạ. Nhan nói đó. Yeah. Ồn quá anh ơi. Mình mai Không còn có gì nào đâu. rảnh cho mình. Chị là nói chuyện. Dạ, nhờ nhờ những người xung quanh im lặng chút xíu, em nói chuyện chút Rồi xíu ha, rồi khoảng rồi khoảng rồi khoảng rồi chừng rồi 10 phút thôi ha. em nói chuyện. Dạ chị nói chuyện rồi. Dạ. Anh là anh Kiệt anh ha. Dạ, đúng. Dạ, hồi nãy thì em nghe chị Út Nhan đó có trình bày về cái sự việc của anh. Là nói là anh năm 1976 là có một người dì, thì không biết là người đó là mẹ hay là bà ngoại của anh, mà lúc thì kêu mẹ lúc thì bà ngoại gì đó, thì không biết là anh có nhớ gì về quá khứ không, anh kể cho em nghe về cái quá khứ của anh. Hồi đó là như cái sự việc đó là em biết, không biết bà già ruột hay bà già nuôi gì mình không biết, là dắt em đi vô trong chợ đó, phải không biết chợ nào, lúc mình còn nhỏ mình cũng không nhớ đâu. Bà mang cái sách, cái giỏ sách, bà đội cái nón lá sụp sụp, rồi tới ngay chỗ mấy cái đống xả rác đồ lộm, ba cái mía đồ ăn gì đó. Hồi đó mình chỉ nhớ vậy thôi chứ còn lâu quá rồi, mấy chục năm. Dạ, vậy thì anh không có ký ức gì về 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 ngôi nhà của mình, hay là trong nhà có những ai này kia, anh có ký ức gì không? Dạ cô không biết nữa. Thì có nghĩa là anh có nhớ được cái gì không đó? Anh có nhớ được gì không? Ví dụ như là nhà mình có ba không, hay là nhà mình có em, hay là có anh chị này kia gì, anh có nhớ gì không? Chung mình cũng muốn tìm kiếm mà không biết làm sao mà để tìm kiếm, như cô cha mẹ còn sống, như anh em này kia thất lạc như vậy Dạ. Yeah. đó. Rồi anh ngồi đứng đung đưa giùm ha, anh ngồi Dạ. yên yên giùm em ha. Có nghĩa Dạ là dạ dạ. ngoài có nghĩa là ngoài cái chi tiết mà anh đi lượm mía ăn ra thì là anh không có nhớ gì thêm hả? Dạ không. Là duy nhớ là bà dì á, bà già cho bà dì là má của chị Út nãy á anh. Dạ. À, dắt về Tây Ninh này là lúc đó cũng chắc cũng 5 6 tuổi rồi, Dạ. nhớ vậy thôi. Dạ. Vậy thì anh có khẳng định được hay là có nghi ngờ là anh sinh năm mấy không? Giờ em cũng không biết là sinh năm mấy nữa, bây giờ để trong cái giấy chứng minh em á là 1977 á. À, đề 77 hả? Mà cái năm mà người dì dẫn anh đi cho đó là đã là năm 76 rồi đúng không? Dạ 76 77, lâu quá em cũng không nhớ cái ngày đó. Dạ, cho nó là 76 77 đi, thì lúc đó anh cũng đã 5 6 tuổi rồi. Dạ đúng. 5-6 tuổi thì đúng ra là anh phải sinh năm 71 mới đúng chứ, 70, 71 mới đúng chứ. Em cũng không biết. Rồi Dạ. về bà già này mới làm giấy chứng minh, mới khai ra 1977 gì. Dạ, nếu vậy là người ta xác định cái lúc mà nhận được anh á, chứ không phải là xác định cái tuổi sinh của anh đâu. Đúng rồi, Cái đúng rồi. tuổi anh sinh thì bởi vì lúc đó anh đã 6 5 6 tuổi gì đó mà anh nói 5 6 tuổi gì đó mà. Dạ dạ phải đó đó. Dạ. 5 6 tuổi thì nó là phải năm 70 71 thì mới đúng chứ. Đúng rồi. Là sinh năm 70 71 thì Dạ. nhận được anh là lúc năm 76 77. Dạ, đúng rồi. Dạ.
Thì đó lúc đó anh cũng được đâu 6 tuổi theo như lời anh nói đó, thì nó phải là sinh năm 70 71 gì đó. Còn ngoài ra là anh không có nhớ gì thêm về gia đình. Dạ không anh. Vậy anh có khao khát gặp được gia đình ruột thịt của mình không? Dạ cũng muốn gặp là anh em hoặc là cha mẹ có còn sống không? Vậy bây giờ Dạ. thì anh làm công việc gì? Để làm thợ hồ anh. Vậy rồi con cái của anh này kia thì được mấy mấy con, mấy đứa? Dạ em hai đứa con, hai đứa con gái. Nhỏ lớn thì nay sinh 2008, nay 15 tuổi rồi. Còn nhỏ nhỏ nay chắc cũng 11, 12 tuổi. Rồi hai đứa con của anh thì ở với anh hay là ở với chị? Ở với bà ngoại nên vợ thôi rồi giờ ở với ngoại đó. Vậy là bây giờ anh còn thân mình vậy thôi. Dạ. Thôi ráng làm dành dụm rồi lấy vợ nữa. Dạ. Lấy vợ nữa để ổn định gia đình, rồi sau này lớn tuổi này kia còn có con cái này kia. Ok anh, thì em cũng nghe chị Út Nhan nói vậy rồi em cũng xin ghi nhận chút xíu để cho những người xem chương trình thì biết được cái khuôn mặt của anh. Biết đâu thì giống những ai trong gia đình của ruột ruột thịt của anh đó thì họ sẽ lên tiếng, gia đình sẽ lên tiếng. Dạ. Vậy là anh là tên Kiệt từ hồi nào đến giờ luôn hay là về đổi tên hay sao không? Hồi đó thì ở dưới đó là tên Kiệt, bây giờ về đây là bà già này bà đặt lại tên Hận. Bà già đặt lại tên Hận, đúng rồi, hồi nãy em cũng nghe chị Út Nhan nói. Vậy là cái tên gốc của anh á là tên lúc nhỏ là tên Hận. À quên quên xin lỗi, xin tên Kiệt, tên Kiệt. Đúng rồi, đúng rồi. Vậy là trước khi mà anh về ở với cha mẹ nuôi là tên Kiệt. Dạ. Rồi sau khi về ở với cha mẹ nuôi thì ba mẹ nuôi mới đặt lại là tên Hận. Dạ đúng rồi. Thì em hồi nãy cũng nghe chị Út Nhan nói sơ sơ về cái tên của anh, nhưng mà theo anh thì anh có biết lý do sao mà bà già nuôi lại đặt lại cho anh là tên Hận không? Tại vì kiểu như bà thấy không cha không mẹ bà hạnh cuộc đời với bà đặt tên Hạnh luôn Rồi anh ơi, khoan khoan hút thuốc để nó nói chuyện với em chút xíu đây đã, hút. Ý anh là như thế nào mà bà lại đặt tên Hận? cũng không hiểu sao. Thì hồi nãy thì em có nghe chị Út Nhan nói đó là bị hàng xóm chế giễu là anh là con riêng của bà cái gì đó, chứ không phải là con nuôi, nên là bà mới thấy là nó không vui vậy, bà đặt cho anh là tên Hận luôn. Em nghe chị Út Nhan nói vậy đó. Rồi ok anh, vậy vậy anh Kiệt nha, rồi có gì thì em sẽ liên hệ với anh sau ha. Rồi rồi, cảm ơn anh. Rồi rồi, chào anh ha. À, chào anh. Rồi bây giờ bà cho con biết tên của bà ha. Tôi tên họ luôn ha. Tên Quỳnh Thị Chính. Rồi hôm Quỳnh nay Thị đó Chính. là Dạ 84 rồi, tuổi sửu rồi. Cái gì? 84 tuổi rồi. Rồi con bà bỏ đi năm mấy? Cái năm mà đưa giấy lại giải tỏa nhà tôi đó thì 2010 Năm mà 2010. Vậy không. là năm nay là 10 12 13 năm rồi. Vậy rồi bà có đoán là chị đi đâu không? Không đoán được, nghĩ chắc nó đi đi đuổi đi nước ngoài hay đâu mà không có, Rồi không đi nghe. đi cùng chồng con hay là đi một mình hay sao? Đâu có, phải đi chồng con thì cũng đỡ lo, đi mình à, đi mình chú ơi. Ủa vậy à, đi mình vậy thì chị khi đi là chị đã có chồng có con rồi đúng không bà? Con nó 10 tuổi rồi đó, bây giờ Con 20 10 rồi đó. tuổi rồi. Vậy mà bỏ Có đi. thằng nó ức cái gì sao chú ơi. Con nó dễ dãi lắm. Vậy là bây giờ con của chị với chồng của chị ở với bà đó hả? Nuôi thằng con nó tới giờ nó có bằng lái rồi, nó về bên cha nó rồi. Hồi đó
kể luôn á. Dạ. Dạ Mà dạ cái lý do bỏ đi là lý do làm sao mà bỏ đi vậy bà? theo tôi thấy nó mượn tiền á, chứ mà không có ai tới đòi. Nếu đòi tôi biết, thằng chồng nó chạy xe cứ quẹt cỏ quẹt hoài à, rồi nó đi mượn tiền nó đi lo đó. Tôi chắc có lẽ là lời ăn nhiều hay sao, nhưng mà khi nó đi có một vài người lại nói cái chị Hồng này làm gì phải bỏ đi. Lại Phường nói giờ cho vay lời nặng quá không trả nổi, thằng cho mượn tiền nói vậy đó, ra mượn nó đâu. Dạ, tôi cũng trả hết rồi chú. Vậy gọi là trốn nợ bỏ đi đó ha. Giờ ở nhà sợ đòi tôi rầy đó, chắc Dạ. vậy quá. Vậy là bây giờ thì bà muốn nhắn gửi là tiền đó bà đã trả rồi, trả hết rồi, bây giờ cứ cứ vậy mà về thôi đúng không? Dạ, ở nhà người ta đòi, nếu mình ta đòi người ta cũng nể lắm, người ta không đòi mà người ta không nói nặng nhẹ hết, lại người ta than thôi là tôi trả hết. Có một vài Dạ. người, dạ Mà hồi đó là cái số tiền có nhiều không mà phải sợ mà bỏ đi vậy bà? bởi vậy trời tôi nói tức lắm chú ơi, không có nhiều, mấy chục là có Dạ. hai người. Dạ Dạ, rồi cái việc này thì cũng không đáng lo đâu, con nghĩ là không đáng lo đâu. Chỉ có cái hướng riêng của chị thôi, bây giờ nhắn chị có biết chị chắc chắc gì chị đã về. Cũng có thể theo con nghĩ là chắc là có chồng sau rồi đó bà. về về mà nó, nếu nó có chồng nó thương tôi lắm, nó có hiếu lắm chú ơi. Bây giờ nó về gì tôi cũng chịu, tội con tôi ghê. Bà có tất cả mấy người con? Chín đó, sáu trai ba gái, nó thứ Dạ. chín đó. Dạ Vậy đương nhiên là đi rồi không liên lạc với ai hết trơn. dạ không, chú ráng giúp đỡ giùm chú. Dạ. Thì thấy cái lòng mẹ thương con cái này kia vậy thì con cũng đăng tin giùm cho bà, nhưng mà theo con nghĩ là chị cũng bình an thôi, không có vấn đề gì đâu, bởi vì là chị chủ động bỏ đi. Nên là theo con nghĩ là chủ động thì chắc không sao đâu. Dạ Dạ. nếu mà làm giúp đỡ tôi không quên ơn gì hầu tạ chú. Dạ. Dạ, nếu mà muốn hiệu quả đó thì hậu tạ cho người báo tin á, chứ con thì con không có lấy cái phí dành nào cả. Nên là nếu Không biết. bà mà có bà có lòng mà muốn hậu tạ thì bà hậu tạ được bao nhiêu thì bà nói bấy nhiêu cho cộng đồng được biết. Dạ tay chú xem chú thấy nếu mà nó về nhiêu tôi cũng không buồn, mà bây giờ tôi chịu chừng cỡ 10 triệu được không chú? Dạ không sao hết, bao nhiêu cũng được, cái đó là cái lòng của bà thôi. Vậy để con cập nhật lên cộng đồng rồi có ai biết được thì người ta báo tin hả bà ha. Chú à, chú Dạ. tin vậy, chú cứ thành thật chú giúp đỡ tôi coi như như mẹ con đi. Trời ơi tôi nhớ thương quá chú ơi, mà bây giờ tôi ở nhà có mình à, có nó Dạ. thì đỡ lắm. Dạ hồi Ủa đó rồi, rồi mấy anh chị kia ở đâu mà bà ở một mình? nó có vợ rồi, giờ dâu nó cũng khổ quá, nó ở làm sao tôi á. Tôi mua miếng đất cất lên 3 căn làm sao, 3 căn trọ mà bự lắm chú, cửa bốn Dạ. cánh, còn tôi ở trước mà con nhỏ này nó đã đi, tôi cô độc hết trời chú ơi. Theo con đó thì đôi khi chị bỏ đi có thể là đó là một lý do phụ thôi, cái việc mượn tiền này kia lấy lý do phụ chứ không phải lý do chính đâu. À, con nghĩ là đó là một trong những lý do chứ không phải là lý do chính. Mà nếu mà con nghi á, thì có thể là chị cũng chán những cái vấn đề khác trong cuộc sống đó, rồi chị muốn thay đổi cuộc sống của mình. Theo con nghĩ là chắc là có thể chị có chồng rồi. Con Có đoán vậy đó. chồng chắc là vừa đâu làm ăn hay sao, giờ bây giờ nó lại đi bưng rổ đi bán cá anh gì chú ơi, nghe nói đau lòng quá. Vậy hả? Vậy thì Đúng nghe ai nói, nghe ai nói sao bà không hỏi người đó coi bán cá ở đâu? tôi đi coi thầy ông ơi, ông lũng À vậy hả, cụ. đi coi thầy, đi coi thầy, thầy Dạ nói là bây giờ khổ lắm thì đi đi bán cá này nọ. đi bán cá, bưng cái rổ đi bán cá, tội ghê À con. tội ha, Dạ. nếu mà vậy thì cũng Giờ tội ha. giờ nó không dám về hay sao, hay chưa có giàu mình chưa về, biết Dạ. nó ở đâu, cố gắng cứ giúp đỡ giùm tôi Dạ. Rồi cho con hỏi nhớ là chị tên gì vậy bà?
Nó tên Phạm Thị Mỹ Hồng. À, Phạm Thị Dạ. Mỹ Hồng. Dạ. Dạ. À, chị Hồng sinh năm mấy vậy bà? Trời ơi chú ơi, sao giờ già nó lại lú mù, chú không biết, biết tuổi tí à. À, tuổi Tý. Rồi cho con gặp cái người người chị hồi nãy kết nối cho con hỏi thử cụ thể coi chị Hồng là sinh năm mấy. Cái chị đó có biết không? Dạ chắc không biết đâu. Tuổi À, gì? tuổi Tý năm nay vậy là chắc khoảng năm mấy hả bà hả? Dạ. Chị Hồng. Dạ, Dạ, tuổi Tý chắc 72 quá. chị dò trong cái lịch đó là tuổi Tý là sinh năm 72 đó em. À, rồi rồi, ok, đúng rồi. Tuổi Tý 72, dạ. Dạ. Rồi, 72 giờ năm nay là vừa tròn 50 tuổi. 50 tuổi á. 50 Nghe tuổi nói có, dạ, nghe nói có hiếu với mẹ mà, nghe nói có hiếu với mẹ mà sao để mẹ lo vậy nè. Bà ha, rồi lúc Dạ. lúc chị ở nhà là chị có hiếu với bà lắm hả? Dạ. Nó đi đâu mà nó bán cà phê đó có khách chứ. Tôi thương cái câu đó. Tôi kêu Hồng, Hồng, Hồng con đi đâu vậy? Nó ở ngoài chạy xe ngoài đường. Nó dạ, con về tới. Vậy Dạ. chú. Con về tới đây Dạ, thì đứa con của nè. mình lớn vậy rồi bỏ đi. Đau khổ lắm chú ơi. Rồi, rồi con nắm được cái thông tin rồi bà nha, rồi con sẽ đăng tin, rồi có ai biết thì người ta sẽ báo, rồi con có gì thì con cho bà hay nha. Dạ cho chị Hồng hay, Dạ. tôi nhiều điện thoại tôi cũng rành mà tôi không Rồi. bỏ. Dạ, rồi chị Hồng này thì là quan hệ như thế nào với bà? Chị Hồng mới dọn nhà lại rồi mà hai đứa thích lắm. À, vậy là hàng xóm nhà mình thôi ha. Dạ, nhưng mà chị À, này hoàng lắm. dạ, rồi chị Hồng là hàng xóm được kết nối giùm cho bà ha. Dạ Dạ, rồi chị con thấy hiểu được tôi. rồi. Chú ơi chú ráng giúp đỡ tôi chú. Dạ Tiền dạ, rồi con biết bạc rồi. thì dạ tôi nói nhiều đó chứ còn hơn nữa tôi cũng chịu nữa. Dạ không có gì đâu, chỉ Dạ. là để cho người ta có phương tiện người ta đi xác minh thôi, cái đó thì con cũng không có đòi hỏi, không có đòi hỏi nhiều ít này kia gì đâu. Dạ dạ Chú thông cảm chị cho thấy tôi. bà ở con mình treo queo và không có con cái chân mà hả, cứ chạy đi kiếm thầy kiếm bà, ai nói thầy nào giỏi tôi cũng đi kiếm đi kêu đi coi hết trơn á. Rồi chị Dạ. thấy vậy thì chị theo dõi kinh của em đó, rồi chị Dạ. mới nói để kết nối với em để nhờ giúp bà chứ không có Dạ. bà con dòng họ. À vậy ha chị ha. Dạ. Rồi ok vậy em cảm ơn chị Hồng nhiều nha, con chúc sức khỏe bà nha. Dạ cảm ơn chú. Chú ơi, chú ráng cố gắng giúp nha chú. Chú Dạ. nghĩ Rồi rồi khi nào, con sẽ cố gắng. dạ chú khi nào chú có lại đây mời chú lại nhà chơi. À Dạ. rồi có dịp nếu mà có dịp có duyên mà kiếm được chị thì con sẽ qua ha. Dạ đền Vậy ơn chú là sao buồn. bà muốn nhắn gửi với con bà là bây giờ trả nợ hết rồi, đừng có lo nữa, về đi đúng không? Dạ. Dạ. Rồi bà có muốn nhắn gì thêm nữa không thì bà nói đi, có thể là con của bà nghe đó. Bà có nhắn gì chị không? Bây giờ bà già ở mình cho queo á, Dạ, không chú con nói về ở vậy với mà bây bà. giờ mua nhà ở trên Lái Thiêu á, Bình Dương, mà Bình Dương. không, đây là không phải Bình Dương. Ở đây là Bình Dương. Dạ, Là Lái có hay Thiêu, là dạ, Thuận An, Lái Thiêu. Thuận An, Bình Dương. Chú Dạ. nói với nó là tôi trông đợi nó có nhiêu đó thôi. Bây giờ tám mấy tuổi rồi cũng đâu phải sống hoài, kêu nó Dạ. về giùm nhé. Dạ. Dạ. Dạ Rồi. chú Dạ, con gì chú rồi. nói Rồi, con nắm được cái tin rồi. Vậy nha bà nha, con chào bà nha. thưa chào chú. Dạ, rồi chào bà.